trường tiểu học Hòa Hội anh chị ha. Ở ngay đây là dường như là trung tâm rồi. Chỗ em Điền đang đứng đây là ở ngay trung tâm xã Hòa Hội ha, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại em Điền đang đứng trên đây là trên cái tỉnh lộ 329 đó. Thì những cái video mà em Điền giới thiệu có nói cái tỉnh lộ 329 nhiều rồi anh chị ha. Đây là cái tuyến đường huyết mạch từ xã Hòa Hội, Hòa Hiệp. Mình đổ ra quốc lộ 55, giao với quốc lộ 55, cũng như là mình ra ngay trung tâm huyện Xuyên Mộc cũng như là thị trấn Phước Bửu anh chị ha. Đó, mình đi hướng này anh chị, khoảng đâu đó là chưa tới 10 cây số anh chị ha. Đó, mình có thể di chuyển ra được trung tâm huyện rồi. Đó, đường này mình đi chút xíu thôi, mình sẽ đụng ngay cái chỗ là công viên xã Hòa Hội luôn anh chị ha. Hiện tại là huyện mình đang có những cái chính sách làm cái công viên, nói chung là xã nào cũng có anh chị ha. Bắt buộc mỗi xã phải có một cái công viên anh chị ha. Ở và xã Hòa Hội và cũng đang có cái công viên là chị. Đó, cái chỗ này là dường như trung tâm rồi. Đây là trung tâm văn hóa thể thao ha, của xã ha. Đó, lên chút xíu là mình đụng ngay Ủy ban Hòa Hội rồi. Ở hướng trước mặt mình có thể đi được Hòa Hiệp và vòng lại được Bình Châu anh chị ha. Đó. Và hôm nay em Điền có một cái sản phẩm chủ gửi bán á chị ha. Có diện tích là ngang 10, sâu khoảng 55m, hơn 500m2 và đang có sẵn thổ cư luôn, đất khu dân cư anh chị ha. Và loanh quanh khoảng 1 tỷ thôi anh chị. Cô chú chị nào mà đang có cái tài chính khoảng 1 tỷ ha thì nhớ đón xem hết video clip này nha. Rồi bây giờ em Điền sẽ đi vào trong lô đất luôn anh chị ha. Bất động sản mình thì cách cái đường tỉnh này thì khoảng vài trăm mét thôi anh chị ha. Đó, nói chung là bất động sản mình có rất là nhiều hướng đi. Cái hướng mà em Điền chuẩn bị đi tới đây thì mình đi đường này cũng được nè anh chị ha. Nói chung là bên hông cái trường tiểu học này nè. Đó, mình đi vào khoảng vài trăm mét thôi là mình tới cái vị trí bất động sản của mình ha. Còn không nữa mình sẽ đi cái đường trên ha. Đường trên thì nó nằm trục chính của cái bất động sản của mình luôn. Ở đầu đường thì dường như là có đầy đủ mọi cái kinh doanh mặt hàng luôn anh chị ha. Đầy đủ luôn anh chị. Đó. Đó, anh chị có thể thấy là đường xá rất là rộng rãi luôn anh chị ha. À, và dân cư rất là đông anh chị, nhà san sát luôn anh chị ha. Và đặc biệt cái xã Hòa Hội mình thì khí hậu cũng rất là mát và cái chất đất ở đây cũng rất là tốt luôn anh chị ha. Về cái việc mà trồng cây ăn trái, trồng cây lâu năm này kia làm nhiều thứ lắm chị. Thiên đường nhãn luôn anh chị ha. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại ngay vị trí bất động sản của mình rồi anh chị ha. Thì hồi nãy em Điền đi là đi từ ngoài này vào đó anh chị ha. Đó thì đi khoảng vài trăm mét thôi là mình đụng ngoài đó là ngay tỉnh lộ 329 rồi. Thì mình rẽ phải đó, hồi nãy em có chia sẻ đó, thì rẽ phải mình đi ra trung tâm huyện ha. Và rẽ trái thì mình có thể đi ra được là xã Hòa Hiệp cũng như đi vòng lại được xã Bình Châu anh chị ha. Đó, anh chị có thể thấy nè. Nói về cái đường xá hạ tầng giao thông ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì quá xuất sắc luôn anh chị ha. Rất là đẹp luôn. Này, có thể thấy nè. Đường nhựa lá ngo luôn ha. Theo em đề nghị thì đường nhựa này mới trải lại gần đây thôi chị ha. Trước là có đường nhựa rồi nhưng mà cũng bị xuống cấp đó, cũng cũ rồi, đâm ra là bây giờ huyện mình trải thêm một cái lớp nhựa mới nữa anh chị. Rất là rộng luôn chị. Đường nhựa này rộng chắc khoảng là trên 6 mét anh chị ha. Ô tô đi thoải mái, né nhau thoải mái luôn anh chị. Đi xe du lịch mười mấy chỗ, mấy chục chỗ đi thoải mái luôn ha. Đó. Và cái hướng ngược lại đây thì mình đi ra tới cuối đường á, thì mình sẽ gặp một cái ngã ba ha. Nói chung là ngã ba này mình rẽ tay trái thì mình sẽ vòng ra lại vòng chữ U ha. Mình đi chữ U vòng ra lại được phía sau đường bên này thì đường bên hông của trường tiểu học đó anh chị. Đó, hồi nãy em Điền có nói đó, bên hông đường có thể đi vào được và đi được những cái cung đường khác ha. Nói chung là những cái cung đường này sẽ có đường để mình thông thương lại với lại những cái nhánh bên kia anh chị ha. Đó, ra ngoài kia thì sở hữu được đầy đủ tiện ích tiện nghi của xã mình rồi anh chị ha. Thì đây anh chị ha, quay lại cái vấn đề chính. Đây, thì bất động sản của em Điền muốn giới thiệu tới cô chú chị khách hàng mình ha. Đây, thì trước khi review chi tiết em Điền nói thông tin cơ bản trước ha. Bất động sản mình thì đang có diện tích là ngang là 10 và sâu là 55m và có sẵn là 80 thổ cư đất ở anh chị ha. Đó, tổng diện tích là 547m2 ha. Một cái diện tích cũng là được gọi là cũng tương đối là được anh chị, cái đất vườn mini anh chị ha. À, cũng được gọi là nửa sào đó anh chị. Bề ngang 10 mét ha, đường nhựa theo đường nhựa này ha, ranh thì từ đây mình sâu vào trong hết hàng rào luôn ha. Hiện tại là bất động sản mình đang có rào lại ba góc ra, còn một cái cạnh bên này thì chưa anh chị. Thì đây anh chị, bất động sản mình sẽ tới khoảng ngay đây anh chị ha, là 10 mét ha, đổi
dọc luôn đó. Thì hiện tại Trái Đức thì đang có trồng hai hàng trái cây anh chị ha, cây ăn trái như là xoài với lại mận và nhãn anh chị ha, vú sữa cũng có luôn anh chị ha. Hiện tại mình là đang sở hữu hai cái hàng trái cây đó, đầy thẳng luôn là 55 mét. Bất động sản mình thì hiện tại chỉ có là 80 thổ cư thôi anh chị ha. Bất động sản mình đang là phụ home toàn bộ, anh chị có thể mình có thể là lên thêm thổ cư theo cái nhu cầu sử dụng của mình anh chị ha. Đối với em thì 80 là gọi là dư sức để sử dụng rồi anh chị đó. Ở Đức xã thì cũng không cần phải xin giấy phép xây dựng cái gì ha, có thổ cư xây dựng là ok rồi, nó là quy hoạch khu dân cư tức ở nông thôn ha. 1 tỷ 150 triệu anh chị ha. Nói chung là gia chủ mình cũng có chia sẻ với em Điền là cái giá này là giá anh cần bán và giá là chốt anh chị ha, nhưng mà em Điền nghĩ thì cũng có thương lượng, không được nhiều thì được ít anh chị ha. Đó. Thì nói chung là mình thiện chí mình gặp chủ thôi anh chị. Đó. Cái khu vực này thì dường như là dân cư thì tất nhiên là điện và nước máy là có đầy đủ rồi anh chị ha. Cái khu vực xã Hòa Hội thì cái chất đất rất là tốt anh chị, trồng cây ăn trái, trồng cây lâu năm rất là đẹp luôn, rất là tốt luôn anh chị. Đó. Thì đằng sau cái bất sản mình á thì có một cái nhà Thái rất là đẹp anh chị ha. Nói chung là cái diện tích nó cũng xem bằng cái diện tích bên này. Đó, đây là về việc là mình mua cái giá này mình mua đầu tư cũng rất là tốt, và cũng như là mình có thể là mình không có cái tài chính nhiều á để mua thì loanh quanh khoảng 1 tỷ hơn thôi. Thì mình có thể là mua mình để dành này, cũng có thể là mình cắt đôi ra được luôn anh chị ha. Cắt mỗi bên 5 mét để cho con cái cũng được anh chị. Đó. Cô chú nhà mà quan tâm thì liên hệ số điện thoại của em Điền nha, 0788668834. Rồi, từ Sài Gòn mà con chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu 2 tiếng đồng hồ thôi. Nói chung ở bến sản mình thì cách biển là biển Hồ Tràm khoảng đâu đó gần 20 cây ha. Nói chung là cũng không gần biển lắm anh chị. Đó. Như hàng xóm này, cô chú có thể thấy này, hàng xóm này, đó, cái vườn nhãn rất là đã luôn chị ha. Đó, nói chung là trên bến sản mình có nhãn luôn chị ha. Có nhãn là tương lai thì cũng giống vậy nè chị. Đó. Mua bất động sản mà tặng nguyên cái vườn trái cây luôn vậy ha, có sẵn luôn. Hiện tại thì trên đây thì mấy cái đậu này là hàng xóm đang cho hàng xóm trồng nhờ thôi anh chị ha, chứ không phải thuê mướn gì anh chị. Thì nói chung là thay vì để không để cỏ mọc thì cho hàng xóm trồng đất nó sẽ đẹp được, chăm chút nó đẹp hơn anh chị ha. Quá đẹp luôn anh chị, đất vuông vức, hậu mình 10 mét, mặt tiền 10 mét, rất là đẹp luôn. Sâu, nói chung là sâu hết rào luôn. Đó. Đường xá dân cư, bất động sản mình thì có đèn đường anh chị ha. Nói chung là đèn đường này đèn đường dân sinh thôi, chứ không phải đèn đường cao áp đâu anh chị. Đó. Như những cái nhà này thì dường như là những cái nhà kế bên đài đều có nhãn hết anh chị. Đó, nhãn đang vào mùa anh chị ha. Đó. Trái rất là xâm xuê luôn anh chị. Đây, như nhà đối diện đây này, có một trừ lại một cái cây rất là xâm xuê trái luôn, nặng trĩu luôn anh chị. Đó. Nhãn này chắc là nhãn Thái gì, nhãn Thái cực kỳ ngon luôn. Đó, một mảnh bất động sản ha, Đức được gọi là vườn mini hả, giá bán khoảng lên quanh khoảng 1 tỷ thôi, chính xác là đã bán là 1 tỷ 150 triệu hả, rất là đẹp. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm thì liên hệ số điện thoại của em Điền nha, 0786684 nha. Thì chỉ nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm cái phần giá ha. Rồi em Điền cũng xin được tạm dừng video tại đây ha, và xin được hẹn lại cô chú chị đón xem những video clip tuần sau của em. Xin chào.